Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Mitsubishi Triton, sản xuất năm 2020, số sàn một cầu máy dầu, xe màu xám lông chuột. Đấy, toàn bộ xe thì tên cá nhân. Đấy, với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhá. Đây là cái chiếc xe mà nguồn gốc từ Sài Gòn về Hà Nội, và chiếc xe này thì về Hà Nội anh em không mất 20 triệu tiền biển nhá. Toàn bộ xe thì đồng vỏ này đến sơn này đều rất là đẹp. Và cái chiếc xe này thì cũng được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao này, ghế da này. Đây, toàn bộ các cái phần là răng đúc, khe hở cánh cửa nó khá là đều. Và bậc lên xuống của chiếc xe khá là đẹp đấy nhá. Đấy, tất cả các cái phần cu lốp này còn căng và đẹp. Đèn hậu, đèn pha của chiếc xe đấy, nguyên bản hết, toàn bộ các cái phần cản sau không bị đâm xô móp méo gì. Đấy, đây là cái phần gầm của chiếc xe này, khung gầm của chiếc xe không có mục mọt gì, không bắn nheo. Đấy, lốp sơ cu của chiếc xe đây, sàn thùng không chở hàng nặng. Đấy, anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì trong Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đây, toàn bộ tay nắm móc khóa cánh cửa này khá là đẹp nhá, mạ chrome, kính đèn đều dán phím cách nhiệt và các cái khe hở cánh cửa nó đều nhau. Đấy, kính của chiếc xe sassy thì không mục mọt gì, toàn bộ xe được trang bị là răng đúc này, bậc lên xuống đấy, theo thời gian vẫn còn rất là đẹp và mới nhá. Đấy, kính lái không dạn nứt, cabo này đều rất là đẹp, đèn pha bi sáng và gầm. Đấy, toàn bộ mặt ca lăng đến ba đợt sốc của chiếc xe nó đều nguyên bản. Đây là cái phần gầm phía trước của chiếc xe đây. Đấy, toàn bộ phần gầm này, miếng gầm này. Vâng, sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe nhá, từ cột kèo này, đấy, trần phào táp ly cánh cửa đây. Em quay cho quý anh chị xem về nội thất bên trong thì được trang bị nội thất ghế da màu đen. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Đấy, tất cả các cái phần ốc cột này đến kính thì đều có số 0 theo năm sản xuất 2020 nhá. Đấy, cột kèo này, bậc lên xuống chảy sàn da này, vô lăng của số của chiếc xe đây. Đấy, tất cả bóng khí là nguyên zin này, táp ly này nguyên bản nhá, và thêm này, màn hình bóng khí này. Đấy, cam hành trình, cột kèo nhựa của chiếc xe còn khá là đẹp. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Các bác có thông tin bán xe, alo em Lợi. Em Lợi sẽ đến tận nhà và giao tiền tại gia đình. Quý anh chị chỉ ký thôi, mọi thứ bên em Lợi thủ tục nhanh gọn. Đấy, các cái phần cản sau này, chỉ sau này, đèn hậu phía sau đều rất là đẹp nhá. Táp ly cánh cửa của chiếc xe này, từ cột kèo bên lái bên phụ đều rất là mới và nguyên zin. Bậc lên xuống, gioăng trống ổn, nội thất ghế da nguyên bản là nỉ trải sàn ra. Trần của chiếc xe là trần nỉ sạch đẹp. Đấy, bác nào biết xem keo chỉ đây, sùng keo chỉ này, tay nắm cánh cửa đều zin hết, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Đấy, độ cách âm và toàn bộ xe thì thân vỏ rất là dày. Đây, toàn bộ các cái phần táp ly cánh cửa này, trần phào tay nắm cột, bóng khí hai bên là nguyên zin, ốc khóa này nguyên bản hết. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhá, toàn bộ khoang động cơ đây. Đấy, ốc
cabo này, về phanh ABS này, chân đèn này, đầu răng này. Đó. Máy số là sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Cổ bô cổ xả của chiếc xe nó khá là sáng và đẹp. Máy thì bên em đã cho dọn và thay dầu, bảo dưỡng 4 má phanh. Đó. Máy dầu 2.5 nên là đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Vâng, sau đây em lợi sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Vâng, và đây là cái phần động cơ đang hoạt động nhá. Máy nổ rất là êm, không có dấu hiệu rung lắc gì. Quý anh chị có thể nghe cái tiếng động cơ đây. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Mitsubishi Chí Tông, sản xuất năm 2020, số sàn một cầu, máy dầu, màu xám lông chuột. Và chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Anh chị em nào quan tâm đến cái chiếc xe bán tải thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý vị các bạn.